sẽ bỏ lên trên một cái thớt, sau đó thì dùng dao sắp, và họ sắp ra bánh phở ra, đây là bánh phở tươi á. Phở này nằm ở số 66 Trần Quốc Toản, phở Việt Nam, ngay góc Trần Quốc Toản, cắt dưới đường Huỳnh Tịnh Của các bạn. Đây, cắt dưới đường Huỳnh Tịnh Của, cắt với Trần Quốc Toản. Rồi, bye bye quý vị các bạn nhé. Hẹn gặp lại quý vị các bạn trong những video clip kế tiếp của Tuấn Dương, chia sẻ về cuộc sống Sài Gòn. Bên đây đang là số 43C Trần Quốc Toản này. Rồi, bye bye các bạn. Bánh phở đầu tiên là các cái bánh phở sẽ được tráng thành những cuộn như thế kia, họ sẽ bỏ lên trên một cái thớt, sau đó thì dùng dao sắp, và họ sắp ra bánh phở ra, đây là bánh phở tươi á, làm đến đâu thì sắp đến đó. Đây là một cái quán phở mà có lẽ là rất là đặc biệt ở Sài Gòn. Chúng ta có thể nhìn thấy cái công đoạn họ sắp bánh phở luôn. Rất là độc đáo. Còn bên đây, sau khi bánh phở tráng xong thì họ để trên những các cái khăn này, rồi họ xếp thành từng cái lớp như thế này. Tức là công đoạn đầu tiên thì bột bánh phở, tráng bánh phở ở trong kia. Sau khi tráng xong thì phơi trên cái giá này, rồi xếp lớp rồi đó mang qua đây. Thì cái anh bạn này sẽ cắt bánh phở ra. Sau khi cắt bánh phở xong đó thì sẽ mang ra đến đây. Thì bên bộ phận này họ sẽ chuẩn bị đây đọc phiếu à. Đọc phiếu rồi nhân viên sẽ mang phở ra cho khách. Quá ngon luôn. Bên đây thì có gân này, nạm này, bò viên này, đây là nạm các bạn. Đây mang về thì họ có các cái thố kìa, để vô để cho khách mang về. Nhìn tô phở rất là chất lượng. Wow. Bếp phở đó. Đây là từng số bàn order luôn. Alo, có phiếu bàn hai tô đặc biệt ăn bầu. Ok, cho một bánh thêm em anh ơi. Bố đây các bạn. Bên cứ đi em ơi, chuyển hàng bên cứ đi.
Bánh đố đây, làm bánh đố đây, đây số 7 đây em này. Vâng, hố đó. Đó. Số 7, số 7. Vâng, riêng. Đó. Có sự chú ăn. Có tô phở, gồm có tía lót, chén. Chưa xỉa. Đây anh ơi, từ từ anh Tuấn ạ, anh Trang từ từ thôi, không ai biết mở đâu. Quá ngon luôn. Quán này rất là đông và nhộn nhịp ạ. Đây, địa chỉ quán là 66 Trần Quốc Toản, phường 8, quận 3. Ở đây bánh phở, bò tráng và thái thủ công tại quán luôn. Anh ơi, đây bán nguyên ngày luôn hả anh? Coi cả đêm cũng nghỉ luôn, không nghỉ. Từ sáng mấy giờ anh? 6 giờ sáng đến 9 giờ đêm. Tất cả các ngày trong tuần. Dạ, dạ, cảm ơn anh. Chiếc về cho con tin, chiếc về chứ con tin. Của em có hai thố đá đó nhá. Quán gì này, quán đang rất đông khách luôn. Có quẩy rau cả bên đây luôn. Rất đông khách đó. Đây họ phục vụ xuyên Tết từ 7 giờ đến 20 giờ, từ ngày 28 đến mùng 6 Tết à. Và tăng giá là 10.000 một tô, và ngoài cái thời gian đó thì giá không có thay đổi. Đây, 3 bước thưởng thức phở thố đá nóng thì bước 1 cho thịt bò vào thố để phở làm chín, bước 2 là cho bánh phở vào chung với thịt bò, còn bước 3 thì cho gia vị theo nhu cầu và thưởng thức. Chúc quý khách ngon miệng. Khu vực thái bánh đó, họ tới họ ăn rất đông. Đây là dĩa quẩy, quẩy nóng chấm mắm đậm đà, quẩy quẩy béo ngậy thật là miễn chê. Còn buồn ăn quẩy vui ra, đang vui ăn quẩy sẽ là vui hơn. Có cả cái giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm luôn á. Quá ngon và hấp dẫn luôn. Đây địa chỉ phở thố 66 Trần Quốc Toản. Phở thố thì có giá 90.000 một thố à. Đây họ còn có cả các loại nước ép nữa. Đây quán của họ là ID là phở Việt Nam, còn pass là phở Việt Nam 66 à. Đây họ minh họa là phở bò đây. Ok, để đây dùm anh. Em ơi cái này ăn như nào em? Dạ đây thịt trước. Cho thịt vô trước, sau đó bước 2 làm gì em? Quẩy lên bỏ phở vô, bước 3 cho gia vị vào, bước 4 là cho miệng đúng không? Rồi cảm ơn em. Đây quý vị có thể nhìn thấy là nó vẫn đang cái thố đá này này rất là nóng, rất nóng và sôi sùng sục luôn. Còn bên đây là bánh phở, một cái dĩa bánh phở. Rồi đây là dĩa quẩy này, quẩy rau sống giá. Đây thì họ có mang cho chúng ta một cái bình trà đá và có cả ly. Đó, đây là ly để uống trà đây các bạn. Wow, nhìn quá hấp dẫn luôn. Wow, đúng là những người ăn phở chuyên nghiệp à. Dạ dạ. Chỉ có một loại thôi, chỉ có size nhỏ thôi chị. Ăn rưỡi tiền ship nữa là thành 400. Không, không, không có tặng gì hết đâu. Chị lấy thì nhắn vào tên địa chỉ, tên với địa chỉ thôi, em kêu xe ôm ship nhé.
đầu tiên là cho thịt bò vô. À, thứ hai là cho bánh phở vô. Bánh phở này họ vừa mới làm xong, đây bánh phở tươi. Đây mình sẽ cho nguyên cả cái đồ và cái sau khi cho xong rồi chúng ta cho bánh phở vô, rau vô, chúng ta trụng cho nó đều lên. Và nhìn cái thố thì lúc này đã rất là hấp dẫn rồi các bạn. Đó, hơi đậm chút xíu thì ta cho một chút giá sống vô ạ. Nó sẽ làm cho cái nước của chúng ta nó nhạt đi. Đó. Còn đây là một cái dĩa quẩy này các bạn. Nhúng quẩy cho đều, cho mềm.
lắm. Quẩy ròn rụm luôn. Giòn quá. Giòn quá. Ngon. Bên Canada họ bán phở như này không chú? Nhiều lắm. Nhiều. Nhưng mà không ngon bằng. Dạ. Nhưng thấy nói bên đấy phở thịt nhiều hơn đây à? Đúng. Thịt nó rẻ hay sao? Ủa vậy à? Nhưng mà ở bên đó có 3 loại tô. 3 loại tô. Tô bé, tô trung, tô ô tô. Tô lớn. Tô xe lửa. Tô xe lửa. Xe lửa làm lớn nhất. Rất đông các gia đình tới ăn nha các bạn. Đây cô kia có mua phở để mang về. Grab cũng tới để mua phở. Đây là khu vực tráng và thái bánh phở. Rồi chúng ta cùng tiếp tục ăn nhé. Wow. Đây là một miếng miếng này là miếng thịt bò họ thái dày. Đó, chúng ta sẽ chấm nó đây. Bò này họ ninh mềm như. Đây có cả các viên tỏi này. Ngon. Họ chiên giòn mà chiên bằng cái dầu mới, không phải chiên đi chiên lại mà cái bánh quẩy nó không bị khét. Bánh quẩy khét là chiên cái dầu cũ mà màu lên nó vàng tự nhiên. Chất lượng. Hai trái đùi á. À. Vâng.
chỗ đấy là ở chợ công chợ Phú Thọ, là chỗ công chúa Ngọc Hân. Ở đó chỉ bán buổi chiều, cô chỉ bán buổi chiều, cô bán ngon. Ở chỗ cái hẻm đó. Cái hẻm đúng rồi, nó là đường công chúa Ngọc Hân nhưng mà ban ngày là họp thành chợ nên là xe rất ít khi đi. Hình như đối diện cái hẻm có cái tòa nhà tôi định mà. Nếu mà nhìn đi hết cái đấy đi xíu thì nó là cái building mà chỗ ngay góc Lê Đại Hành với đường Trần Quốc Toản đấy. Nó gần đấy. Ở đó cô bán nhiều món lắm. Quẩy giòn rụm không nha các bạn. Đây là bánh phở tươi, họ làm không có chất bảo quản, làm đến đâu thì họ cắt bánh phở đến đó.
nước hồn rốt, ăn ngon. Phở Việt Nam 66 Trần Quốc Toàn, phở handmade. Cái bưng phở cho khách ấy. Rồi một tô này thì có giá là 90.000. Bánh phở thủ công và phở tráng, phở thái thủ công tại quán. Rồi video clip của mình xin phép sẽ dừng tại đây nha. Quý vị có thể ghé là 66 Trần Quốc Toàn, phường 8 quận 3 để ăn món này. Hẹn gặp lại các bạn trong những video clip kế tiếp ạ. Ăn ngon đúng không chú? Ngon đúng. Đến mình đến hút đến nước cuối cùng nó vẫn còn nóng. Cái này mà ăn ở xứ lạnh mà làm này bán là người ta thích ấy. Ở bên đó lâu lâu chưa nóng.